Mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có ghé lại nhà vườn của Ngọc Bích ở Lai Vung Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng quen thuộc. Hôm nay thì mặt hàng cũng đa dạng, có bông giấy Mỹ ghép nhiều màu, Mỹ hồng, trang đỏ và trang cam. Số điện thoại liên lạc của Ngọc Bích thì có ghi ở tiêu đề, quý cô chú anh chị liên hệ để mua hàng. Rồi chào Bích. Dạ, mến chào các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh LTK Bonsai nha. Hôm nay nhà vườn Ngọc Bích em có về một số hoa trang như hoa mẫu đơn lá nhỏ nè, Mỹ hồng với trang cam. Và phần cuối clip em xin giao lưu thêm một số cây bông giấy ngũ sắc nha. Ghép thì ghép lá hái, ghép gốc Mỹ, lá hái với lại tím Pháp ạ. Rồi, cây đầu tiên là cây số 1 nha. Dạ, số điện thoại của em là 0706961085, cũng như là số điện thoại để mua hàng nha cô chú anh chị. Trong clip đợt này em cũng rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa dành cho shop em ạ. Xin cảm ơn. Đầu tiên là cây số 1 nha. Cây này là cây trang đỏ nha cô chú anh chị, đỏ lá nhỏ nha. Màu này là màu đỏ nhung luôn nha, đỏ đậm á. Thân thì thân một cốt, đi thẳng tới đỉnh đọt luôn nha cô chú anh chị. Giờ mà mình kiếm cái form mà tông một cốt đi thẳng tới đỉnh đọt luôn cũng hơi khó nha. Cây này là phải nuôi từ nhỏ, nó mấy cái có đọt một cốt chủ đi thẳng lên nha. Dạ. Có chiều cao là một số 1m35, tán ngang là 1m. Hoành em ra hẹo đầu tiên cho cô chú anh chị mình xem nha. Hoành ở đây là 12,5 nha. Em tính 12 luôn. Độ khó khăn của cây là 15 nha. Rồi mã số 1 em xin giao lưu là 600 ngàn nha. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Lâu lắm rồi em mới về được cái lô trang đỏ lá nhỏ mà tàn thông như vậy nha cô chú anh chị. Cây này là đang bông rực rỡ luôn nè. Form rất là đẹp nha cô chú anh chị, tàn thông luôn nha. Chót gọt, cao 1m3, tán ngang là 1m luôn. Bông thì rực rỡ, hoành thân là 10. Nụ nè, búp búp rất là nhiều nha cô chú anh chị. Tàn là người ta con bây giờ là nó đang đâm đọt non ra rất nhiều nha. Cây đang sống khỏe. Cây một cốt hốt thân nha. Này hốt thân tầm 15cm luôn. Rồi mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn. Và khi ship em ship luôn, em bao sống trong vòng 1 tháng luôn nha. Cho cô chú anh chị mình yên tâm chi hàng nha. Rồi đổi cây. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây trang đỏ tàn thông luôn. Cây nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bông đen nở gỗ luôn. Cao 1m2, tán ngang là 95. Hoành thân của cây là 10 nha. Nè, vàng xương nè cô chú anh chị thấy nó rất là dày đặc luôn. Nó có một cốt chủ nè, đi thẳng lên luôn. Rồi mã số 3 này hoành thân là 10. Cây này có độ hốc thân tầm 20cm nha cô chú anh chị. Rồi mã số 3 này em cũng xin giao lưu là 500 ngàn hả. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Và bao sống trong vòng 1 tháng. Cho cô chú anh chị mình yên tâm mua hàng nha. Tiếp theo là mã số 4. Giờ mà kiếm cái tông mà trang đỏ một cốt tàn thông vậy cũng hơi khó nha cô chú anh chị. Em nói thật, cây là tông một cốt dốt ngọn là phải nuôi từ nhỏ. Cái cây phải nuôi từ nhỏ, cắt tỉa hoài luôn nó mới được cái form như vậy. Đó. Có chiều cao 1m2, tán ngang 1m05, hoành thân của cây là 10. Cây nào cũng có độ hốt thân cho nghe cô chú anh chị. Cây này là cũng là hốt thân tầm 20 luôn. Rồi mã số 4 này em xin giao lưu là 550 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn. 550 ngàn là giá mà về tới tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 cũng là một cây trang đỏ luôn nha. Đợt này em lên trang đỏ tàn thông nhiều á, cho cô chú anh chị mình lựa
lâu lắm rồi em mới có về được lô này nha. Bông đen rực rỡ, cao 1m25, tán ngang 95, hoành thân của cây là 11 nha. Cây này độ hoành thân cũng 15 cm. Rồi mã số 5 này em cũng xin giao lưu là 550.000, em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây chen đỏ luôn. Lá này lá nhỏ nha. Có chiều cao 1m3, tán ngang của cây là 1m05. Hoành thân của cây là 14 nha cô chú anh chị. Hoành thân của cây 14 nha, thân cây rất là già nha. Vàng xương à, rất là dày dặn luôn. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu là 600.000 ạ. Số điện thoại của em là 0706961085 nha cô chú anh chị, cũng như là số Zalo để mua hàng á nha. Tiếp theo mã số 7. Cây này tàn thông dốt tới đỉnh đọt luôn nha cô chú anh chị. Form rất là đẹp luôn. Cao tới 1m4 luôn, tán ngang là 95. Hoành thân của cây là 12. Màu đỏ này là đỏ đậm nha cô chú anh chị. Màu đỏ đậm nó sẽ đẹp hơn màu đỏ kem. Hoành thân này là tới 15 nha. Ủa, độ hất thân 15. Hoành thân này là 12. Mã số 7 em xin giao lưu là 600.000. Tiếp theo mã số 8 là em lên cho cô chú anh chị mình một cây Mỹ Hồng nha. Đây, cây Mỹ Hồng. Vàng lá rất là xanh mướt nha cô chú anh chị. Bông thì nở búp nụ rất là nhiều luôn nha. Cao 1m3, tán ngang 1m3, hoành thân là 10,5 luôn nha. Màu hồng nè. Nở rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái form tàn thì rất là dày dặn luôn nha. Vàng lá thì xanh mướt ạ. Này độ hất thân của nó em đo hạo cái đầu tiên độ hất thân nha. 45 à, độ hất thân tới 45 luôn nha. Hoành thì tới 10,5 à. Rồi. Mã số 8 này em xin giao lưu là 450.000. Em bao ship toàn quốc luôn và bao sống trong vòng 1 tháng luôn nha. À, tiếp theo là mã số 9 cũng là một cây Mỹ Hồng luôn. Cô chú anh chị thấy không? Cái đàn vàng lá của nó nè. Bông nụ bút bút thì rất là nhiều luôn nha. Có chiều cao 1m3, tán ngang 1m3. Hoành thân của cây là 10 nha. Những cái nụ này về là nó sẽ nở bung ra hết rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thân thì thân một cút sạch đi lên luôn nha. Độ hất thân cũng là tầm 50 luôn nha. 45-50. Còn mã số 9 này em xin giao lưu là 450.000. Mã số 9 này có hoành thân là 10 nha. Tiếp theo mã số 10 cũng là một cây bông Mỹ Hồng luôn. Cái lá như vậy nè, cây đang sống khỏe, cái lá rất là bóng luôn nha cô chú anh chị. Bông thì nụ búp búp rất là nhiều luôn nha. Thân một cút sạch đi lên luôn. Dáng cây rất là đẹp nha. Cao 1m25, tán ngang là 1m3. Hoành thân của cây là 9 nha. Cây này cũng rất già cây rồi nha cô chú anh chị. Tại người chủ vườn người ta con tàn hoài á. Bởi vậy độ hất thân nó không ấy không. Rồi, mã số 10 này em xin giao lưu là 400.000 ạ. Tiếp theo mã số 11 ạ. Mã số 11 này cũng là một cây chen Mỹ Hồng luôn nha. Đây. Rất là đẹp nha, cao 1m3. Tán ngang là 1m35. Hoành thân của cây là 8,5 nha. Đây, hất thân thẳng
đi lên nha, độ khó khăn cũng tầm 50. Còn mã số 11 này em xin giao lưu là 400.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn và bao sống trong vòng 1 tháng luôn nha. Cho cô chú anh chị mình yên tâm mua hàng nha. Tiếp theo mã số 12 cũng là một cây mỹ hồng luôn. Có chiều cao 1m3, tán ngang 1m25. Hoành thân của cây này là 10, hoành thân 9,5 ạ. Em có đo chiều heo cho cô chú anh chị mình nha. Cây này có độ hốc thân cao nè, hốc thân cây này tầm 60 luôn nha. Đây. Rồi mã số 12 em xin giao lưu là 400.000 nha. Mỹ hồng mình mua một cặp như thế này về mình trưng trước cửa nhà cũng rất đẹp nha cô chú anh chị. Đây. Form tàn bên em thì em bao cho cô chú anh chị mình nó rất là dày dặn luôn nha. Bông nở thì nụ búp búp rất là nhiều luôn. Cao 1m25, tán ngang 1m3. Hoành thân của cây là 8 nha. Độ hất thân của cây cũng là 50 luôn. Rồi mã số 13 này em cũng xin giao lưu là 350.000. Một cây như thế này chỉ có 350.000 mà em bao ship cho cô chú anh chị mình nữa nha. Ba sống trong vòng 1 tháng luôn. Đợt này em lên lô Mỹ Hồng này giá cũng vừa chơi á. Cô chú anh chị nào mình ưng ý khi nào thì ủng hộ em nha. Tiếp theo mã số 14 ạ. Cũng là một cây Mỹ Hồng luôn. Có chiều cao là 1m25, tán ngang 1m3, hoành thân là 8 nha. Rồi mã số 14 em xin giao lưu là 400.000. Tiếp theo mã số 15. Mã số 15 cũng là một cây Mỹ Hồng luôn. Có chiều cao là 1m2, tán ngang 1m3, hoành thân là 7,5 nha. Thân một cút sạch. Đi lên nha cô chú anh chị. Form tàn vàng xương thì nó rất là dày dặn luôn nha. Bông nở nè. Cây này về mình chân trước nhà hai cây nó nở rồi rất đẹp nha. Rồi mã số 15 em xin giao lưu là 350.000 nha. Em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 16 cũng là một cây Mỹ Hồng luôn. Có chiều cao là 1m3, tán ngang 1m4, hoành thân của cây là 8,5 nha. Phơm tàn thì em bao cho cô chú anh chị mình rất là dày dặn luôn nha. Thân là một cốt chủ đi thẳng lên nha. Rồi mã số 16 em xin giao lưu là 400.000 nha. Tiếp theo mã số 17 cũng là một cây Mỹ Hồng luôn. Cây này là rất là gọn gàng nha. Vì mình nhà mình không có diện tích nhiều á, mình trưng mấy cây này cũng là rất là vừa vặn nha cô chú anh chị mà. Rồi mã số 17 này có chiều cao là 1m3, tán ngang 1m25, hoành thân là 9 ạ. Rồi mã số 7 này em cũng xin giao lưu là 400.000 nha. Tiếp theo mã số 18 là em lên cho cô chú anh chị mình là một cây ngũ sắc nha. Lá hái này là chủng 5 màu nha cô chú anh chị. Màu vàng, màu kem, màu đỏ và một màu trắng, màu hồng, hồng phấn nha. Màu trắng ở bên đây nha. Ở trắng là trắng phớt hồng nha cô chú anh chị. Màu trắng phớt hồng này nó rất là duyên nha, chứ không phải là màu trắng tinh. Chuẩn 5 màu nha. Gốc thì gốc với Mỹ. Có chiều cao 1m4, tán ngang 1m1, hoành thân của cây là 14 nha. Đế ra rất là quái nha. Uống lượng từ nhỏ. Rồi mã số 18 này em xin giao lưu là 700.000. Tiếp theo mã số 19 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha cô chú anh chị.
Ngũ sắc này là em bao cho cô chú anh chị mình chuẩn năm màu nha. Mà giấy em cho em nhắc lại cái giấy là em ship xa nó sẽ rụng hoa và lá nha cô chú anh chị. Nhưng giấy em nói mình về chăm sóc nó rất là mau phát triển lại nha. Này bông chuẩn năm màu nha. Cao 1m4 tới ngang 1m1. Hoành thân của cây là 18 luôn nha. Cái củ đế này là tầm 45 nha. Rồi mã số 19 này em xin giao lưu là 700.000. Em bao ship toàn quốc. Khi ship em ship luôn cả chậu nha. Tiếp theo mã số 20 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha cô chú anh chị. Đợt này em về nhiều cái tông nhỏ và tông lớn luôn. Cho cô chú anh chị nào mình cần cái tông nhỏ ha thì liên hệ em nha. Tại clip gọi cũng có một số cô chú anh chị cũng kêu em lên tông nhỏ gì nè, để cho tiện chân vô trong nhà. Những người nào mà nhà hơi hẹp á, người ta chân mấy cây này thì nó dễ nha. Cao 1m35, tán ngang là 1m1 luôn. Hoành thân là 17. Em bao chuẩn cho cô chú anh chị mình là 5 màu nha. Gốc thì gốc rất là quái luôn nha. Gốc uốn lượn nha. Gốc này có sắc đế từ nhỏ ha. Nhìn cái gốc nó rất là duyên luôn nha. Rồi mã số 20 em xin giao lưu là 700.000. Khi ship em ship luôn cả chậu về nha. Và em bao sống trong vòng 1 tháng luôn. Tiếp theo mã số 21 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Này cũng là 5 màu. Cao 1m25, tán ngang 1m1 ạ. Hoành thân của nó là tới 13,5 nha. Này đủ 5 màu nha cô chú anh chị. Màu đỏ, màu kem, màu vàng, màu trắng phước hồng và màu hồng phấn nhẹ. Đế rất là quái nha cô chú anh chị. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu là 600.000. Tiếp theo mã số 22 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Gốc của Mỹ. Có chiều cao 1m2. Tổng cái tán ngang của nó là 1m1 ạ. Hoành thân của nó là 13. Form tàn thì rất là dày dặn nha cô chú anh chị. Cây này dáng rất là đẹp nha. Đế quái luôn nha. Gốc này là ôm nó liền lại với nhau nha. Rồi mã số 22 này em cũng xin giao lưu là 650.000. Tiếp theo mã số 23 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Cái này em hồi nãy là tớp ngũ sắc gốc hơi nhỏ. Này là gốc lớn nha. Này 5 màu. Này có chiều cao là 1m35, tán ngang là 1m35. Hoành thân của cây là 21 nha. Cây này có độ khó khăn cũng cao nha cô chú anh chị. Độ khó khăn của nó là tầm 20 cm nha. Củ nè, rất là đặc luôn nha. Củ đặc và gói luôn nha. Rồi mã số 23 em xin giao lưu là 850.000. Hoành thân của cây này tới 21 nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 24 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. 5 màu. Gốc thì gốc với Mỹ. Này có chiều cao 1m4, tán ngang 1m3. Này. Hoành thân của cây là tới 20 luôn nha cô chú anh chị. Em đo thử cái củ cô chú anh chị mình coi. Em đo ngay dòng củ nha. Dòng củ là 46 nha. Rồi mã số 24 này em xin giao lưu là 800.000 à. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi bao sống trong vòng 1 tháng luôn. Tiếp theo mã số 25 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Có chiều cao 1m4, tán ngang 1m25. Hoành thân của cây là 20 nha.
Còn tại thì em bao cho cô chú anh chị mình rất là dày dặn nha. Đế rất là đẹp nha. Đế này đế sắt từ nhỏ ha cô chú anh chị. Uốn lượn nha. Cây thì không có thẹo, không có vấn đề gì hết nha. Cây đang sống khỏe. Rồi. Mã số 25 em xin giao lưu là 800.000. Tiếp theo mã số 26 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Cây này cũng là 5 màu nha cô chú anh chị. Kép mắt ghép này nó đã liền lạc lại với nhau rồi nha, nên cô chú anh chị mình yên tâm nha. Cây này có chiều cao 1m4, tán ngang 1m2. Kép mắt ghép đã nối liền lại với nhau rồi nha, cứ yên tâm. Giấy thì nó mau phát triển nhánh lắm cô chú anh chị. Ăn thua cái gốc đẹp chứ không có thẹo giúp gì là ok rồi. Rồi mã số 26 này em xin giao lưu là 800.000. Hoành thân là tới 21 lần nha. Củ đặc, củ rất là đặc nha. Tiếp theo mã số 27 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Cao 1m23, hoành là 17. Cao 1m4, tán ngang 1m25, hoành thì 17. Dáng uốn lượn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 27 này có hoành thân là 17. Đế thì bộ rễ thì đế không có thẹo không gì hết nha. Rồi mã số 27 này em cũng xin giao lưu là 750.000. Tiếp theo mã số 28 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Cái tàn này về cái nhánh này nè cô chú anh chị mình cắt dây ra nha, là nó bung cái tàn thẳng thớm lại nhau rồi nha. Tại cái này em bó lại như vậy cho nó gọn á. Mình nhìn cái cây thì nó ấy, về mình cứ cắt ra chỉnh sửa lại. Cao 1m5, tán ngang 1m3, hoành thân là 20 nha. Củ rất là nở nha, được cái hoành củ. Hoành củ hai tay nè, bộ đế nè. Em ôm không giáp luôn. Củ rất là lớn à. Gốc thì không có thẹo không gì hết nha cô chú anh chị. Rồi mã số 28 này em xin giao lưu là 850.000. Tiếp theo mã số 29 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Chiều cao 1m4, ngang 1m2, hoành thân 20. Em bao cho cô chú anh chị mình là chuẩn 5 màu nha. Rồi mã số 29 này em xin giao lưu là 750.000. Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 30. Tiếp theo mã số 30 nha. Là một cây ngũ sắc này là cây lớn nha cô chú anh chị. Em còn được một cây. Này cao là 1m6, tổng tán ngang 1m6, hoành thân là 27 nha. Phơm tàn này rất là đều và dày dặn luôn nha cô chú anh chị. Bông thì đang cực rỡ nha. Cây này về mình làm chân trước nhà nha, rất là đẹp luôn nha. Bông nở cực rỡ. Hoành đây là tới 27 rồi nha cô chú anh chị. Hoành 27. Gốc thì đế chi rất là đều luôn nha. Cây hiện tại đang không có thẹo không gì hết nha. Cây là lặn liền lạc. Còn mã số 30 này em xin giao lưu là 1.1 triệu nha. Em bao ship toàn quốc, khi ship em ship luôn cả chậu như thế này cho cô chú anh chị mình luôn nha. Tiếp theo mã số 31 là một cây gốc với Mỹ mà ghép 3 màu lửa nha cô chú anh chị.
Hiện tại các mặt màu đã chỗ bông rực rỡ rồi nha. Đây là một màu đỏ lửa nè, tím lửa bên này, cam lửa và tím lửa. Màu tím lửa đó, màu tím lửa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Còn đây là màu cam lửa nè. Cái vàng phôm tàn của nó rất là dày dặn luôn nha cô chú anh chị. Cái này về mình lấy cái đọt mình cắt bo nha, cũng rất đẹp nha. Cây này là rất là lớn lâu năm luôn rồi. Hoành em đo ngay vị trí này là 27 luôn nha, xí khước 27. Tổng cái cũ này là 57 nha. Nguyên cái bộ đế này em nghĩ em đo sát đây là có thể 60 mấy luôn á. Đế cái này là đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Góc lớn đế sổ luôn nha. Ba màu lửa, cam lửa, đỏ lửa và tím lửa. Giá là 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn. Và khi ship em ship luôn cả chậu luôn nha. Lâu lắm em mới về được có một cây ba màu lửa như thế này. Cây này về mình cắt bo cũng đẹp nữa nha. Cắt bo mình ghép thêm á. Tiếp theo mã số 32. Cũng là một cây ngũ sắc luôn nha. Có chiều cao 1m3, tán ngang 1m2. Hoành thân của cây là 15. 5 màu nha. Phôm tàn rất là đẹp luôn nha. Củ thì gốc thì uốn lượn. Nhìn cái gốc rất là duyên nha. Rồi mã số 32 này em xin giao lưu là 650.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo mã số 33 là một cây tím lửa. Đây bông tím lửa nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cao là 90, tán ngang là một tới 1m4 lận nha. Cái này là mình mua về mình cắt được rất là nhiều bo nha. Màu tím lửa. Các mắt ghép cũng đã được nối liền rồi nha cô chú anh chị. Màu tím lửa này mà nó chỗ bông gỗ một cái nhìn cái cây mình nó rất là đẹp luôn nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0706961085 nha cô chú anh chị. Số đó cũng là số để đặt hàng luôn nha. Zalo của em luôn. Rồi mã số 33 này em xin giao lưu là 550.000, em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 34 là một cây cam lửa nha. Có chiều cao 1m1, tán ngang 1m4, hoành thân của cây là 13 luôn nha. Gốc thì gốc với Mỹ nha cô chú anh chị. Nè, cái gốc rất là đẹp luôn nha. Bộ đế rất là năng luôn. Đây, gốc này là uống như người ta có thích đế từ nhỏ. Nhìn cái gốc nó nhỏ nên nó rất là duyên luôn. Còn mã số 34 này em xin giao lưu là 550.000, một cây cam lửa. Tiếp theo mã số 35 là một cây tím pháp nha cô chú anh chị. Tím pháp đen cho bông gỗ nha. Có chiều cao 1m2, tán ngang 1m1. Hoành thân của cây là 14 nha. Đây mặt hoa đây. Cái này là nó chưa chỗ gỗ hết nha. Nó mà gỗ hết thì nó kín cây luôn. Rồi mã số 35 này có hoành thân là 14 luôn nha. Cái thân nó uốn lượn nè. Nhìn cái dáng nó cũng rất là lạ nha cô chú anh chị. Rồi mã số 35 này em xin giao lưu là 650.000. Tiếp theo mã số 36 là một cây cam lá nhỏ nha. Cái màu giống màu cam cà rốt á. Cao 1m1, tán ngang 1m1. Hoành thân của cây là 15. Cây có củ đế nè cô chú anh chị thấy củ đế nó rất là chảy nè, đế nở lắm nha. Vàng xương thì dày đặc luôn. Và mã số 36 này em xin giao lưu là 400.000 ha. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Và bao sống trong vòng 1 tháng luôn. Rồi tiếp theo mã số 37 cũng là một cây cam lá nhỏ luôn.
phơm tài thì rất là dày đặc nha cô chú anh chị, bông thì nụ búp búp rất là nhiều luôn nha. Đây. Có chiều cao là 95, tán ngang 1m15, quạnh thân của cây là 13. Cây này rất là già nha cô chú anh chị, có củ đế luôn. Mã số 37 em xin giao lưu là 400.000. Tiếp theo mã số 38 cũng là một cây cam luôn. Này cao 1m05, tán ngang 1m, hoành thân 13. Giá là 450.000. Cây đen bông rực rỡ nha. Rồi, xuống cây. Tiếp theo mã số 39 cũng là một cây kem luôn nha. Cây này đem cho bông gỗ nè, nụ búp búp rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cao là 1m1, tán ngang cũng 1m1 luôn, hoành thân là 13. Chạng xương rất là dày đặc nha. Rồi mã số 39 thì em xin giao lưu là 400.000. Tiếp theo mã số 40 cũng là một cây cam luôn. Cam đợt này em lên là 4 cây nha cô chú anh chị. Cao 1m, tán ngang 1m13, hoành thân 13 nha. Rồi mã số 40 em xin giao lưu là 400.000. Hai cây đó nữa. Tiếp theo mã số 41 là một cây tím pháp nha. Phơm tài nó rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Tím pháp. Mặt hoa nó rất là đẹp nha. Này có chiều cao là 190, tán ngang 1m1, hoành thân là 14 nha. Đế uốn lượn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 41 này em xin giao lưu là 500.000. Mã số 42 cũng là một cây tím pháp luôn nha. Gốc thì gốc Mỹ. Có chiều cao là 97, tán ngang 1m1, hoành thân là 14 luôn. Cây này về mình cắt bo cũng đẹp lắm nha. Thân cây thì thân cây một cốt, đế sổ luôn. Rồi mã số 42 em xin giao lưu là 500.000. Rồi mã số 42 cũng là phần cuối clip ạ. Trong clip đợt này em rất mong được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị dành cho nhà vườn em nha. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ. Xin cảm ơn.